Yes và no tưởng là dễ sử dụng nhưng thực tế lại hay nhầm lẫn với nhau. Trong tiếng Anh, yes thường được dùng để khẳng định, còn no thì thường được dùng để phủ định. Nhưng khi trả lời một câu hỏi thì nhiều bạn lại nhầm lẫn cái sự khẳng định và phủ định này thành ra là sự đồng ý và không đồng ý. Không phải lúc nào các bạn tán thành thì nói là yes mà không tán thành thì nói là no đâu. Cái việc yes hay là no ấy thì là phụ thuộc vào câu trả lời của mình. Nó mang tính khẳng định hay nó mang tính phủ định chứ không phải là phụ thuộc vào câu hỏi để mình lấy ví dụ cho các bạn nhé nếu như hỏi à, bạn không đi ra ngoài à thì chúng ta sẽ hỏi rằng aren't you going out và khi bạn muốn thể hiện sự đồng tình đối với câu hỏi là không đi ra ngoài nữa thì các bạn sẽ chọn câu trả lời là yes hay là no rất nhiều bạn sẽ trả lời rằng ah, à, yes i'm not nhưng mà đấy là câu trả lời sai đấy nhá câu trả lời ở đây phải là no i'm not bởi vì chúng ta có sự phủ định ở trong câu trả lời và chính sự phủ định đấy cũng đã là sự đồng tình đối với câu hỏi rồi, không cần phải nói chữ yes để thể hiện sự đồng tình.